Ok, anh chào tất cả mọi người nhé. Vâng, ngày hôm nay thì Tuấn Anh của tôi, Cố Hải Phòng xin giới thiệu đến cho tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em về 2, 4, 6, 7, 8 chiếc xe sedan 2 đầu mà giá thì chưa đến 100 triệu đồng, nó loanh quanh tầm vài chục triệu đồng thôi, cho tất cả bà con, quý anh chị tập lái tránh mưa, tránh nắng. Vâng, các bạn gọi đây là xe rẻ, xe lát, xe khù khoăm. Nói thật với các bạn thì ở Việt Nam, thị trường Việt Nam thì để mà còn rất nhiều nhu cầu sử dụng về cái dòng xe rẻ, xe lát này. Với nhu cầu là gì ạ? Nhu cầu là tập lái, nhu cầu là tránh mưa, nhu cầu là tránh nắng, nhu cầu đi gia đình hay nhu cầu đi công trường. Đó là những cái nhu cầu của tất cả các vị khách hàng Việt Nam, đa số người dân Việt Nam, người dân lao động hay là tất cả mọi người đều có những cái nhu cầu về những cái dòng xe cũ như thế này. Và đặc biệt là ở cái tầm kinh tế rất eo hẹp của người dân Việt Nam thì những cái dòng xe như này thì còn rất là nhiều người sử dụng. Có rất nhiều người bảo dòng xe này đi thì có phải đủ hay không, có phải làm đường hay không, hay là có phải là cứu hộ hay không. Thì Tuấn Anh cũng nói thật với các bác là với những cái dòng xe cũ như thế này, nó loanh quanh tầm vài chục mà đời của nó thì cũng là đời sâu rồi. Thì đến Tuấn Anh cũng không thể dám chắc được một cái điều gì. Có khi là Tuấn Anh vừa đi mua xe của một bác dân nào đó, bác ấy bảo vẫn chạy ngon bình thường, ổn định, rất là ngọt đà và chạy ròng rã không phải sửa sữa gì. Nhưng chẳng may đến về tay Tuấn Anh chạy ngang đường hỏng thì cũng biết kêu ai đâu ạ. Phải chấp nhận là con này nó cũ rồi, hỏng những thứ lặt vặt là chuyện bình thường. Vì thế nên nhiều lúc bác bảo là con xe này có bảo hành hay không, một câu nói rất là hay. Thật ra là không có bảo hành đâu các bác ạ. Với những cái dòng xe, kể cả là những cái dòng xe đắt tiền hơn một tí thì bên em cũng không bảo hành, vì xe cũ thì không thể nói trước được một điều gì. Nhưng với điều kiện là nếu như quý khách hàng mua về chịu khó chăm chút một tí, tỉa tót một tí, hỏng đâu sửa đấy, thì nó sẽ bền, của bền tại người đó. Tất nhiên là những dòng này thì các bác mua về bắt buộc là phải gọi là bảo dưỡng chỉnh chu, những cái nào nó chưa hợp lý thì chúng ta cùng sửa chữa. Hoặc nhiều bác thì mua về tập lái chạy 2-3 tháng có khi là xong rồi lại bán lại thôi. Đấy là cái nhu cầu nhiều người thì như vậy. Và để đáp ứng được cái nhu cầu như vậy thì Tuấn Anh xe rẻ xe lát ngày hôm nay sẽ lên sóng cho anh em về 8 chiếc xe. Hầu như là những cái chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc của Daewoo, với cái giá tiền chỉ loanh quanh từ vài chục cho đến chưa đến 100 triệu. Mà ở đây thì Tuấn Anh chỉ nói về những chiếc xe sedan 2 đầu thôi. Ngày mai thì Tuấn Anh sẽ lên sóng cho anh em về một loạt những cái dòng xe 1 đầu, ví dụ như Matiz hay Spark nha các bạn nhé. Cái dòng này thì miễn sao là cứ máy lổ còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, thế là ok rồi, đúng không ạ? Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đi báo giá cho anh em về 8 chiếc xe này. Đắt nhất đi, đắt nhất trong cái những cái chiếc xe này, mà có thể nói là một trong những chiếc xe sang nhất trong những cái 8 cái mẫu xe này, đó là một chiếc xe Daewoo Lacetti. Lacetti thì được trang bị khối động cơ 1.6, Lacetti cao đời hơn và cao dòng hơn những cái dòng Nalot và Lumia. Đó, và đây là một chiếc xe Lacetti 205, form của nó là form cũ. Form 205 mà, đúng không ạ? Với cái giá thì chỉ có 99 triệu đồng thôi, chưa đến 100 triệu. Và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 10 năm 2022. Quan trọng, điều đầu tiên quan trọng với cái dòng xe này là gì ạ? Máy phải nổ, còi phải kêu, 4 bánh là phải quay đều. Đấy, thử lổ máy nào. Ok, có cả màn hình. Đấy, rất xịn sò đúng không ạ? Còi to. Đấy. Con này thì giấy tờ chuẩn chỉnh nhá, đăng kiểm còn. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 99 triệu đồng. 99 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Daewoo Lacetti 2005, số sàn, máy 1.6, xe đẹp và không có lỗi nha anh em nhé. Xe đẹp và không có lỗi, biển 15A10032, sơn xì màu đen. Ê, vừa đánh ra đây, quay đánh ra đây. Vừa đánh mãi, móc mãi trong kia ra đấy. Đấy, 15A10032. Đấy anh em ạ, bây giờ trời đã mưa, sắp mưa này các bạn này. Đấy, mà mưa gió như này mà có một cái xe nó chỉ có vài chục triệu đồng thôi thì theo em nghĩ là nó cũng khá là ok. Phải lúc trời mưa trời nắng thì chúng ta mới biết được giá trị của những cái chiếc xe che mưa che nắng như thế này, đúng không ạ? Với giá chỉ có ấy, cửa đóng chắc thôi, 99 triệu đồng thôi mà quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Lacetti, một trong những dòng xe cao cấp nhất trong 8 chiếc xe này. Đó, để đi thì khá là ok cho mọi người, 99 triệu. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc biển 29U3619. Với chiếc xe Daewoo La Lumia 2 sản xuất năm 2004, nó cũng chỉ kém một con La City kia một đời thôi.
Và con này cũng trang bị khối động cơ là 1.6. Và chiếc xe thì biển Hà Nội 29U3619. Con này đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022 và trang bị 4 quả bánh đa năng đúc cũng như như nhau thôi. Và dòng Lumia này thì nó cao cấp hơn dòng Danos là được trang bị 4 kính điện. Vâng, la đang đúc 4 bánh và máy của nó thì cũng khá là ok. Lỗ cái là ăn ngay. Điều hòa cực mát luôn. Đấy, máy lỗ khá êm luôn. Đấy, máy lỗ khá êm, màn hình DVD đấy, rất xịn sò. Đấy, còi to luôn. Đấy, còi to luôn. Đăng kiểm tháng 9 năm 2022. Vậy thì quý khách hàng nào có nhu cầu về cái dòng xe rẻ, xe lát về tập lái tránh mưa ở cái thời tiết như này hay nắng nóng chuẩn bị mùa hè rồi. Đấy, thì có thể liên hệ cho em. Một chủ từ đầu 3619 biển 9 nước luôn. Vâng, na đang đúc 4 bánh mà giá con này thì chỉ có 75 triệu thôi. 75 triệu thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe là Lumia 2 này. Đấy, con này khóa 4 cửa rồi. Đấy, xe thì nội thất rất là đẹp cho mọi người luôn. Đăng kiểm tháng 9 nhá. Đấy, đèn đóm rất sáng, máy gầm chất. Bao chạy từ đây đến tất cả các tỉnh luôn. Anh em nào có nhu cầu ship thì cũng có thể mình sẽ đánh bo lên đến tận nhà cho quý khách hàng và còn cô bác để giao xe. Trừ các tỉnh ở khu vực miền Nam thì em không đánh được bo thôi, chứ còn đâu loanh quanh mấy tỉnh khu vực miền Bắc hay là khu vực miền Tây Bắc thì bên em có thể là đánh được hết nhá. Đấy. Với giá 75 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Lumia 2 2004 số sàn, máy 1.6, một chiếc xe tập lái nội thất rất đẹp, màn hình đầy đủ, cam nuôi giấy tờ chuẩn chỉnh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Daewoo Lumia 2 sản xuất năm 2003. Con này thì biển số cũng khá là dễ nhớ, 34A Hoàng hậu 34 cộng với lại 2229. Đấy. Một chiếc Lumia 2 màu đen đời 2003 và giá của nó thì bây giờ cũng loanh quanh hơn 60 một tí thôi. Con này thì bán 65 triệu thôi cho anh em. Mua nhanh bán nhanh, có cả màn hình đầy đủ luôn. Đấy, chạy bằng USB luôn anh em nhé. Thử lỗ máy nào. Đấy xa. Còi to luôn. Đấy, điều hòa mát luôn. Đấy, con này chạy rất ok luôn. Anh ông vẫn đang đi mà. Đấy. Với cái tầm tiền hơn 60-65 triệu thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Lumia 2 2003 số sàn, máy chất gầm chắc côn số ngọt, điều hòa mát. Đấy, máy lổ còi kêu 4 bánh quay đều. Vâng, la đang đúc 4 bánh. Đấy, rất xịn sò. Dành cho tất cả các bác nào tập lái tránh mưa tránh nắng. Đấy. Và tất cả những bác nào mà có nhiều xe tiền tỷ rồi thì xin đừng, hay tiền trăm rồi thì đừng vào ném đá hội nghị nhá. Ném đá cái video của em nhá. Mà không, các bác cứ vào ném đá để cho có nhiều lượt tương tác các bạn. Cứ thoải mái bình luận đi. Cho dù chửi bới gì hay là trách móc gì em thì vẫn cứ là ok. Em vẫn cứ nhiệt tình đón tiếp tất cả mọi người. Đúng không ạ? Đấy. Vì tiền mình ít thì mình chỉ mua xe này thôi. Đấy, biết đâu mà đi vay lãi ngân hàng vài trăm triệu về mua xong rồi đi 2-3 năm bán có khi lỗ hàng trăm triệu. Đấy, nhưng mua xe này các bạn đi 2-3 năm chỉ lỗ, càng nắm thì cũng lỗ đến 30-40 thôi. Đấy, đúng không ạ? Chẳng nhẽ lại cho không người ta được cái chiếc xe như thế này. Đó, với cái giá chỉ có 65 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe Daewoo Lumia 2 sản xuất năm 2003, số sàn, xe đẹp không lỗi. Đấy. Đăng kiểm tháng 6 năm 2022, giấy tờ đầy đủ chuẩn chỉnh, cam kết luôn cho anh em đăng ký đăng kiểm chuẩn 100% luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Daewoo lá lốt. Vâng, các bạn nhìn thấy lá lốt thì nó không có la răng đúc này. Con này thì nó chỉ được trang bị 2 kính điện phía trước thôi. Và con này thì cũng khá đẹp, đời 2004. Và giá nó thì chỉ có 62 triệu thôi. Biển Hà Nội nhé, 30Z0759, sơn xi màu bạc, lá màu xanh. Con này gọi là màu ghi xám. Vâng, ghi xám, anh em nhé. Vâng, form dáng thì cũng rất là trường xe. Vâng, đó, con này thì khá là ok cho mọi người. Với giá chỉ có 62 triệu đấy. Dòng này thì nó trang bị được 2 cái kính điện ở trước này thôi. Đấy, bản này bản đủ, bản điện xịn nhá. Đấy, rất ok cho mọi người. Đấy, rất ok cho mọi người luôn. Đấy. Ok, máy lổ tí có hơi dai đè lâu lâu cũng nổ mà. Dai đè tí thôi nhưng mà rất ok. Thứ sáng dậy mà quánh tích cái lổ ngay là chúng ta mua ok luôn, đúng không ạ? Đấy. Rất ok cho mọi người. À, rất ok, với giá 62 triệu, màu đẹp, xe đẹp. Vâng, máy chất gầm chắc. Đó, tuy nhiên thì nó thấp hơn những cái dòng xe Lumia kia một tí. Đó, đúng không ạ? Tại tiền nó ít hơn mà. Rất ok. Sơn xi cái sạch sẽ, đẹp đẽ, sáng bóng, đăng kiểm đầy đủ, không hết đăng kiểm, không phạt nguội là ok rồi. Với giá 62 triệu thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe có thể nói là cực kỳ ok, cực kỳ chất lượng và cực kỳ đẹp cho mọi người. Vậy quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì cũng có thể là
alo cho em, hoặc là có thể là bắn cho em vài triệu gọi là lệ phí đi đường. Thì Tuấn Anh lại đánh xe đến tận nhà cho các bạn luôn, đúng không ạ? Có vài triệu lệ phí đi đường thôi, tiếc gì các bạn đi xe đi đường xa xuống đến đây thì cũng mất vài triệu, khi đánh về thì cứ sợ không yên tâm. Nhưng anh em bên em thì có người đánh đi đàng hoàng, vì thế nên là cứ alo bắn cho em vài triệu đi đường là lại lên đường. Đời 204 máy 1.5 với giá 62 triệu đồng, sơn si form dáng đẹp rất ok cho mọi người, rất xịn sò. Biển Hà Nội nhé, biển Hà Nội. Chúng ta đến tiếp tục với một chiếc xe bản đủ số sàn, vâng, vài chục thôi mà có cả trang bị cả túi khí luôn. Biển 88A07947, đèn đóm rất sáng luôn anh em nhé. Đó là một chiếc xe thương hiệu Lifan đến từ nhà xe của Trung Quốc, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, đăng kiểm tháng 9 năm 2022. Nó có cả đèn bi, la răng đúc cộng với xi nhan tích hợp trên gương, nhưng không biết thì còn sáng không thôi. Với giá cũng có 65 triệu thôi, mà đời 2007, đời 2007 các bạn nhé, đời 2007 nhé. Màn hình cam lùi, vô lăng 4 chấu, túi khí đàng hoàng. Vâng, với giá 65 triệu thôi. Vâng, rất đẹp cho mọi người. Keo chỉ gần như là có thể nói là chỉ là còn nguyên hết này. Chỉ còn nguyên hết này. 65 triệu thôi mà đẹp như là 650 triệu. Đấy, rất là ok cho mọi người. Một chiếc Fiat này, dán tem của logo của Toyota. Đó, biển 88A7947. Vâng, rất ok của nó, rất đẹp của nó đúng không ạ? Rất xịn sò của nó, chuẩn 100% luôn. Đó, nội thất này anh em này, rất xịn sò luôn. Máy con này thì vẫn nổ ngon luôn. Vẫn ok luôn. Trang bị cả túi khí luôn anh em nhé. Trang bị cả túi khí luôn này. Nổ thử này. Đấy. Còi to luôn đúng không ạ? Còi to luôn. Có cả màn hình nhé. Điều hòa thì chết rét luôn, ấn là CD à. Rất ok. Rất xịn sò đúng không ạ? Bố tội đang báo đèn lỗi là sắp hết xăng rồi các bạn ạ. Rất ok cho mọi người. Tắt đi không thì đi ra lại hết xăng. Với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 65 triệu đồng thôi. 65 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Lifan bản đủ số sàn đời 2007. Vâng, trang bị động cơ 1.6. Vâng, đăng kiểm tháng 9 năm 2022. Là đang đúc 4 bánh. Vâng, đèn đóm rất sạch sẽ và rất sáng. Vâng, chả tội gì mà không mua một chiếc ô tô chỉ có 65 triệu đồng thôi. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em có nhu cầu về những cái dòng xe như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Và sau đây thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe lá lốt. Con này là đời 2005, bằng một chiếc xe Lancetti. Giá thì nó chỉ có hơn 70 triệu thôi. 6870, nói chung là cái giá là cũng bán, các bạn cứ thích là alo cho em thôi. Con này màu đồng luôn nhé, biển Bắc Giang, biển của quê hương vải các bạn nhé. 98A23337. Vâng, con này đăng kiểm tháng 9 năm 2022. Giá loanh quanh tầm 68-70 triệu là các bạn đã sở hữu chiếc xe này. Con này thì nội thất của nó khá là ok cho mọi người. Nội thất thì khá là ok nhá. Con này nội thất khá là ok. Con này thì đang hết bình. Cơ bản để lâu quá mà cứ mở ra mở vào rồi lắm lúc quên không tắt đèn này, quên không đóng cửa, đóng không khít thì nó hết bình rồi. Em ngại kích nữa. Chứ con này thì máy lổ vẫn ngon. Em mới đi đăng kiểm về xong. Vâng, lá lốt 2005, số sàn máy của nó là 1.5. Vâng, với giá chỉ có 6870 triệu thôi là các bạn đã sở hữu về chiếc xe này rồi. Vậy còn chờ đợi gì nữa mà không đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, đến với em thì các bạn sẽ có những chiếc xe tập lái, có những chiếc xe tránh nắng, có những chiếc xe lát, xe rẻ, nói chung là đầy đủ hết, từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng. Đấy. Các bạn đừng quên bấm vào nút like và đăng ký kênh cho em nhé, để có thể cập nhật những cái mẫu xe mới về nhất. Biết đâu thì một ngày nào đó thì các bạn sẽ theo dõi kênh em hàng năm nay rồi nhưng chưa mua xe, nhưng ngày nào đó bất chợt thì chúng ta lại kiếm được một chiếc xe của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, đúng không ạ? Cái duyên nó đã đến thì các bạn chỉ cần đăng ký thôi và nhấc máy lên alo Tuấn Anh là có xe về đến nhà. Và tiếp theo là một chiếc xe lá lốt nữa, đời 2004. Con này thì cũng bán với giá 62 triệu đồng, biển 29A93487, sơn xì màu trắng, biển Hà Nội. Con này thì lá lốt nhưng đã được lưng lên la răng đúc rồi. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2022. Nội thất chiếc xe thì cũng khá là ok, con này cũng để lâu hết điện. Chứ không phải là nó do trục trặc cái gì nhá. Các bạn chỉ cần ấy thì em chỉ kích cái là lên thôi. Vì đôi khi thì những cái xe như này thì nó có độ mở cửa ra nó không khít, thì đâm là đóng vào thì để lâu nó hết điện thôi, chứ không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Dòng này tập lái tránh mưa tránh nắng. Đấy, cái cuối năm ngoái em bán hàng đến mấy chục chiếc xe như thế này. Nói chung là cái tầm tiền người dân lao động dịch giạc ra thì ít tiền, mua những xe ô tô về để đi tránh mưa tránh nắng, đi công việc, thì đây cũng là một sự lựa chọn khá là hợp lý cho mọi người.
không phải bàn cãi gì đâu ạ. Vâng, 62 triệu, lá lốt 204, là đang đúc 4 bánh theo xe, cực kỳ ok, cực kỳ ổn định và cực kỳ chất cho mọi người. Đó, xe thì mua về thế nào thì nó có như thế thì em cũng quay lên cho tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em thôi, chứ cũng chả có cái gì mà hay ho, chẳng có cái gì mà phải lưng phun đi làm gì, vì xe nó chỉ có tầm này tiền thôi. Mua về quan trọng là cái tầm này thì mình mua về tập lái là một, thật sự là các bác mua về tập lái là rất là nhiều. Đó, hay đi công trình bác bảo là ui giời, ta mua cái này ta vất vả mà. Đó, quan trọng là tí nó chở khoảng 5 người đi làm về đỡ lắng mưa thôi, đúng không ạ? Sau bên đây thì chúng ta sẽ còn thêm một chiếc xe Toyota. Con này thì bên kia nó hết cái dàn kia, hết chỗ để, em để ở đây. 37A14259. Con này thì cũng chỉ có vài chục thôi, chắc loanh quanh tầm 50-55 triệu gì đó thôi. Rồi giá nào thì cũng bán được các bạn ạ. Đấy. Chỉ tất nhiên thì nó không thể có 10 triệu được rồi, nhưng mà nói chung là 10-20 triệu, 30 triệu thì không mua được. Nhưng mà nói chung là cứ vài chục thì chúng ta cũng có thể sở hữu được chiếc Toyota nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản. Đó là một chiếc Toyota Corolla G, sản xuất năm 1992, biển 37A14559 nhé anh em nhé, 14559 nhé. Rất xịn sò, rất đẹp và rất ok cho mọi người. Cứ loanh quanh tầm 45-50 triệu. Đấy, đâu vào đấy hết, đâu vào đấy hết nhá. Đấy, con này Corolla luôn ấy, Corolla nhập úi giời, còi đúng còi chất của Toyota luôn, không phải bàn cãi gì về cả chiếc xe này cả. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2022, form của nó thì cũng cổ lỗ sĩ rồi, vì thực ra thì bây giờ nó cũng rơi vào tầm 30 tuổi đầu rồi. Đấy, nhà em thì còn rất nhiều những dòng xe mới về. Ví dụ như chiếc Spark này thì bên em là 2010 đang bán 95 triệu. Đó, xe một chủ từ đầu nhé, xe đẹp không lỗi luôn, màn hình đầy đủ, âm thanh hay, đó rất ok. Hay những cái dòng xe như Morning, Morris, hay là những dòng xe 7 chỗ rất nhiều cho mọi người. Đó, với cái toanh quanh từ vài chục cho đến vài trăm triệu. Vậy quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.